thế gian không có gì là thật của mình. Các bậc thánh nhân đã từng nói với chúng ta rằng, thế gian chỉ để chúng ta sử dụng, chứ không phải là sở hữu của ta. Điều này nghĩa là, bất kỳ vật nào ở trong thế gian này cũng chỉ là vật tạm thời mà ta mượn để sử dụng mà thôi. Thật sự thì không có vật gì vĩnh viễn tồn tại. Giả như hôm nay bạn có rất nhiều tiền, nhưng sau khi bạn chết rồi, thì tiền cũng không còn là của bạn nữa. Hoặc như hôm nay bạn có một chiếc giường ngủ thật đẹp, và thường ngày bạn rất thích nằm ở trên đó. Nhưng sau khi bạn chết, lập tức bạn bị người ta bưng đặt vào quan tài, và sau đó sẽ đưa đến lò hỏa táng. Và chiếc giường đó bạn cũng không mang theo được. Và ngày nay con cái của bạn rất mực hiếu thuận, nhưng rồi một ngày kia bạn cũng phải lìa xa chúng mà đi vào cõi thiên thu. Điều này nói lên rằng cảnh tốt cũng vô thường. Trên cuộc đời này không có một vật nào thường hằng cả. Vì thế mới nói thế gian di ngã sở dụng, nghĩa là chúng ta chỉ tạm thời mượn chúng để sử dụng mà thôi. Và phi ngã sở hữu, chính là nói trên cuộc đời này không có cái gì là của ta. Bây giờ trong túi bạn tạm thời có tiền, nhưng biết đâu ngày mai lại nằm trong túi của tôi, rồi ngày kia lại nằm trong ngân hàng. Và biết đâu một tai nạn bất ngờ đến với bạn, thì tiền kia đâu còn là của bạn nữa. Vì thế, người học Phật không nên ỷ thế mình có nhiều tiền mà sinh tâm kiêu ngạo, và cũng không nên vì thấy mình nghèo mà lại tự ti mặc cảm. Trong cuộc sống, một ngày ăn no ba bữa cơm canh đạm bạc, cuộc sống yên ổn thanh bình, thì đó cũng là một cuộc sống tốt vậy. Nhân vì mọi người không hiểu rõ chân lý, không biết quý trọng sinh mạng, cho nên Đức Phật dạy, sự nghèo nàn về tâm linh chính là sự bần cùng đáng sợ nhất của kiếp người. Người khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có tiền, mà chính là người không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì bạn chính là một kẻ bần cùng, còn không có tiền, bạn nhất định không phải là một người bần cùng. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị nghe tôi thuyết giảng Phật Pháp, có phải là quý vị giàu có hơn những người có nhiều tiền phải không? 23. Tâm bao thái hư, tấm lòng ôm trọn cả thái hư. Có người hỏi tôi rằng, Huệ Luật Pháp Sư, thầy nói thầy có rất nhiều tiền phải không? Như vậy, so với Dương Vĩnh Khánh của Đài Loan và Hoàng Tổ Diệu của Singapore, thì ai giàu hơn? Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta có nhiều tiền mà chúng ta lại chấp trước vào tiền bạc của mình, thì hàng ngày chúng ta bị chính đồng tiền của chúng ta làm cho khổ sở. Tại Đài Loan thì tay chân của các băng nhóm trộm cướp như băng Hắc Tinh, Hồng Tinh rất nhiều, và bọn chúng luôn luôn tìm cơ hội để tiếp cận với những người giàu có. Thế nhưng rất hiếm những người như thế tìm đến các hòa thượng như chúng tôi. Tấm lòng của những người tu hành như chúng tôi ôm trọn cả thái hư, bao gồm cả vũ trụ. Khi chúng ta không tham đắm chấp trước đối với thế gian này, thì hết thảy hư không khắp cả pháp giới này đều là tài sản của chúng ta. Quý vị thấy có đúng không? Kính thưa quý vị, chỉ cần quý vị hiểu rõ được giáo lý Phật Đà, buông bỏ hết mọi sự chấp trước, thì tất cả sơn hà đại địa, nơi nào cũng là tài sản của quý vị. Có một số vị giám đốc của các công ty cậy mình có nhiều tiền, rồi thường làm khó dễ các nhân viên của mình. Hễ có ai làm việc không thuận theo ý của họ một chút, là họ lập tức nổi giận, không xem mọi người ra gì, không tôn trọng mọi người xung quanh. Những người luôn tự cao, tự đại, tự cho mình là ưu việt hơn tất cả mọi người, luôn luôn sống trong sự ca tụng, tâng bốc của mọi người,
thì họ quả thật là những kẻ rất đáng thương, và họ cũng chính là những người yếu đuối nhất, bởi vì họ không thể nào vượt qua được những biến chuyển của cuộc sống, những khó khăn, những điều bất như ý khác trong cuộc đời, và nhất là họ không vượt qua được chính bản thân mình. 24. Thưởng thức một đóa hoa. Kính thưa quý vị, hiện tại với bông hoa đang ở trước mặt của tôi đây, bông hoa này thật đẹp phải không quý vị? Nhưng nếu như bây giờ có một người đang tức giận, thì quý vị thử nghĩ xem, người đó khi nhìn thấy bông hoa, anh ta có cảm nhận được cái đẹp của bông hoa hay không? Còn đối với một người bị thất tình, khi chúng ta bảo anh ta nhìn bông hoa này, thì trong lòng anh ta chỉ nghĩ về hình bóng của người yêu, chứ thật sự không thấy được vẻ đẹp của bông hoa. Còn đối với một người vừa chết vợ, thì cho dù bông hoa này có đẹp thế nào đi nữa, ông ta vẫn không cảm nhận được khi nhìn thấy nó, bởi vì ông ta vừa mất đi một người bạn đời thân thiết. Và như vậy, trong lòng ông ta mang một nỗi đau buồn rất lớn. Như thế, nội tâm ông ta đã bị sự đau khổ buồn rầu chi phối, và ông ta không còn cảm nhận được cái đẹp vốn có của bông hoa. Hoặc là ngay trong hội chúng đây, giả như có vị nào bị mất tiền, vậy xin hỏi quý vị, đối với người đó, khi nhìn thấy bông hoa này thì người đó không thấy được cái đẹp của bông hoa, mà chỉ nhìn thấy số tiền của mình đã mất. Và đối với người này thì nhìn vào cái gì, người ấy cũng thấy thành tiền cả, phải không? Như thế, từ bông hoa, nhưng người mất tiền thì thấy nó thành tiền, và cứ mãi nghĩ đến tiền mà có thể người đó trở nên lú lẫn, mất hết cả sự sáng suốt để đối mặt với cuộc sống hiện tại. Thưa quý vị, nội tâm của con người rất khó chế ngự. Muốn chế ngự được tâm mình thì cần phải thực tập sự buông xả. Ví như khi nhìn một bông hoa, cảm giác về bông hoa tùy theo tâm trạng của mỗi người mà có sự khác biệt. Người thất tình, người chết vợ, người mất tiền đều có cái nhìn về bông hoa khác nhau. Thật đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đối với một người tu hành thì khi nhìn một bông hoa, người ấy sẽ thưởng thức được một cách trọn vẹn cái đẹp của bông hoa, bởi vì người ấy có được sự chánh niệm. Chánh niệm là chất liệu thắp sáng hiện hữu. Một người có chánh niệm nghĩa là khi đang nhìn thấy bông hoa thì trong nội tâm người ấy không bận suy nghĩ về bất kỳ một việc nào khác, mà người đó tập trung ý thức của mình vào bông hoa để nhận diện được sự hiện hữu màu nhiệm của bông hoa ngay trong giờ phút hiện tại. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nói riêng hay trong cuộc nhân sinh nói chung, có rất nhiều và rất nhiều bông hoa màu nhiệm như vậy. Đó là sự hiện diện của những người thân yêu của chúng ta, như cha, mẹ, vợ, chồng, bạn bè, con cái. Nhưng vì thiếu chánh niệm nên đã có những lúc chúng ta quên đi sự hiện diện của họ đối với chúng ta. Và thật đáng buồn hơn là đã có không ít lần chúng ta đã làm cho người thân chúng ta đau khổ. Ở đây không phải vì chúng ta thiếu tình thương đối với người thân yêu, mà chính là chúng ta đã thiếu sự hiểu biết về những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta luôn nói là yêu thương mọi người, nhưng chính chúng ta lại thiếu hiểu biết về những người đó. Và khi đã thiếu sự hiểu biết đối tượng, thì tình thương có lúc lại làm cho đối tượng đau khổ. Vì thế, người xưa đã nói, thương nhau mà lại bằng mười phụ nhau là vậy. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, chúng ta cần phải có sự tri túc, tức là biết đủ đối với bản thân. Bởi vì có tri túc là chúng ta không có sự tham cầu đối với thế gian này. Ngay đó, chúng ta mới có niềm vui từ nội tâm. Khi có niềm vui từ nội tâm, chúng ta mới cảm nhận được những giá trị của hạnh phúc hiện hữu quanh ta. Còn nếu không, thì chúng ta cứ bị tham lam, danh vọng, ganh ghét, đau khổ, vân vân,
chi phối, mà không bao giờ tự mình cảm nhận được những hạnh phúc trong cuộc sống. Tục ngữ nói, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, nghĩa là con người chúng ta khi không còn lòng tham thì nhân cách sẽ tự cao đẹp. Một người mà khi trong lòng không còn tham cầu thì phẩm hạnh của người ấy tự nhiên sẽ cao siêu, mà không cần phải có người tân bốc hay vua nịnh. Lại nói, vô dục tắc cương, nghĩa là không ham muốn thì sẽ là cương trực vững chãi. Thật vậy, một người không ham muốn thì họ sẽ không bị kiêng kỵ bất cứ điều gì. Lời nói của người ấy luôn là một lời nói ngay thẳng, không bao giờ phải quanh co vua nịnh người khác. Người tu hành nhìn thấy bông hoa đẹp bởi vì họ có một nội tâm tươi đẹp, bởi vì người tu hành có thể xả bỏ được sự chấp trước, không chấp ngã cũng không chấp tướng. Vì sao như vậy? Bởi vì họ hiểu được rằng thân thể của chúng ta thật sự chỉ là do các yếu tố khác nhau giả hợp tạo nên. Nếu như chúng ta quan sát kỹ về chính bản thân mình thì ai ai cũng có thể thấy được sự giả hợp đó. Tôi ví dụ, nếu như thân thể này thật sự là của ta, vậy tại sao chúng ta không biết được lúc nào chúng ta sẽ bị bệnh, lúc nào chúng ta sẽ chết, vân vân. Vì thế, Đức Phật đã dạy, cuộc đời không có cái gì được gọi là vĩnh hằng bất biến, mà mọi cái, mọi sự, mọi vật luôn trôi chảy và biến đổi. Đó chính là sự vô thường của cuộc sống. Nếu như chúng ta hiểu rõ được sự vô thường của cuộc đời, thì chúng ta sẽ không bị trở ngại, không bị phiền não chi phối, không bị cuộc sống làm đau khổ. Bởi vì họ đã hiểu rõ mặt thật của cuộc đời. 25. Mọi việc do tâm. Những người tu học Phật Pháp, điều thiết yếu nhất là phải bình tâm trước tất cả mọi việc, mọi hoàn cảnh. Cho dù đang đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải bình tĩnh để quan sát nhận xét. Có như vậy, chúng ta mới có được sự nhận định và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Và như thế, thì cho dù gặp phải hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có được sự an lạc và vững chãi. Vì thế mới nói, cảnh vốn không tốt xấu, chỉ do tâm tạo nên. Hoàn cảnh vốn nó không tự nói là tốt hay là xấu. Giả sử hôm nay tâm tình của chúng ta đang rất vui vẻ hạnh phúc, thì chúng ta cảm thấy tất cả mọi việc đều là vui cả. Nhưng nếu như hiện tại tâm tình của chúng ta không tốt, thì gặp bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng cảm thấy không tốt cả. Nói tóm lại, tất cả đều là vấn đề của nội tâm chúng ta, chứ không phải là do ngoại cảnh. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu có người muốn biết tất cả Phật ba đời, nên quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Điều này có nghĩa là, nếu như có người nào muốn hiểu rõ được tất cả chư Phật ở khắp trong mười phương, suốt cả ba đời đã thành Phật như thế nào, thì hãy quán chiếu vào tánh của pháp giới. Nghĩa là hãy quán chiếu để thấy rõ tất cả vũ trụ vạn vật. Tất cả đều do tâm tạo ra, đều nhân nơi tâm mà hiện hữu. Vì thế, sự nghèo nàn về tâm linh chính là sự nghèo nàn đáng sợ nhất của cuộc sống con người. Cho nên, kính thưa quý vị, chúng ta có thể thiếu thốn về vật chất, tiền bạc, nhưng nhất định chúng ta không thể thiếu về trí tuệ. 26. Sinh tử là việc lớn. Chúng ta vẫn đang đàm luận về nhân sinh. Vấn đề Phật giáo nhấn mạnh nhiều nhất đó là quan niệm về sự sinh tử. Phật giáo muốn mọi người nhận rõ chân tướng của sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế, trong kinh nói, Đức Phật chỉ vì sinh tử đại sự mà muốn làm cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật, muốn mọi người hiểu rõ con người từ đâu mà đến, rồi sẽ đi về đâu.
27. Nhân duyên ba đời. Quan niệm về sinh mạng của Cơ Đốc giáo là hai đời, hiện tại và tương lai, tức đời này và đời sau. Thiên Chúa giáo cũng quan niệm như thế. Nghĩa là, theo quan niệm của Cơ Đốc và Thiên Chúa giáo, thì con người là do Thượng Đế sáng tạo ra, và đời sau, sau khi trải qua sự phán xét của Chúa, mà sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Theo quan điểm của Phật giáo, thì sinh mạng của con người tương tục từ quá khứ đến hiện tại cho tới tương lai, hay nói gọn là tam thế quan niệm. Phật giáo dùng quan điểm này để giải thích sinh từ đâu mà tới. Nguồn gốc của sinh chính là nghiệp lực, tức là năng lực của nghiệp hay sức mạnh của sự tạo tác. Trong quá trình từ khi chúng ta sinh ra đến khi chết đi thì có dài có ngắn khác nhau. Đối với vấn đề phúc, họa, sống, chết này, theo quan điểm của Cơ Đốc giáo cho rằng tất cả đều do Thượng Đế an bài. Nhưng theo quan điểm của Phật giáo thì đó là do sự dẫn dắt của nghiệp lực. Nghiệp là sự tạo tác, hành động. Nếu tạo tác, hành động thể hiện qua thân thì gọi là thân nghiệp, thể hiện qua miệng thì gọi là khẩu nghiệp, và thể hiện qua ý thì gọi là ý nghiệp. Chính sự tạo tác, hành động này của chúng ta đã tạo thành một năng lực dẫn dắt chúng ta, và đó chính là nghiệp lực. Và đương nhiên, nghiệp lực của người này sẽ không giống với người kia. Vì thế, nên trong cuộc sống mới có sự khác biệt giữa mọi người. Giả sử như trong đời trước anh đã sát sinh quá nhiều, nhất định đời này anh sẽ bị đoản mạng. Hay trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta làm quá nhiều việc ác, thì ngay trong cuộc sống này ta cũng không có hạnh phúc, an lạc. Và nhất định đời sau chúng ta sẽ phải thọ nhận những quả báo đau khổ. Đó chính là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 28. Sợ chết hay sợ sống? Mọi người chúng ta đều có một quan niệm sai lầm, đó là rất sợ cái chết. Nhìn thấy trong nhà ai có một cỗ quan tài, nếu như đi ngang qua nhà đó thì mọi người rất là sợ sệt, sợ hồn ma của người chết, sợ người chết hóa thành ma hù dọa chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên sợ cái chết. Điều chúng ta đáng phải sợ chính là sự sống của chúng ta. Vì sao vậy? Kính thưa quý vị, có thể trong hội chúng này sẽ có nhiều người ngạc nhiên phải không? Thưa quý vị, thật vậy, cái chết không có gì đáng sợ cả. Bởi vì trong cuộc đời đã có sinh nhất định phải có tử, không hề có ngoại lệ, không có người nào có thể trốn khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng ta đã được sinh ra, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Cái chết không từ một ai, cũng không thiên vị một người nào. Cho dù quý vị có quyền cao chức trọng cũng không hối lộ được cho thần chết. Vì vậy chúng tôi nói rằng chúng ta không nên sợ chết, bởi vì đó là một sự thật mà bất kỳ người nào cũng không thể tránh khỏi. Đã là một sự thật không tránh khỏi thì tại sao chúng ta lại phải sợ, mà lại không chịu nhìn rõ và tiếp nhận nó? Vì sao chúng ta phải sợ chính cuộc sống của chính mình? Thưa quý vị, chúng ta sợ cuộc sống của mình, đó là sợ mình không làm chủ được bản thân, không tu tập chánh pháp, sống thiếu lòng vị tha, mà phải gây đau khổ cho chính bản thân và cho cả mọi người xung quanh. Vì vậy, khi biết sợ cuộc sống của mình, tức là chúng ta biết nhìn lại những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của bản thân để có cơ hội tu sửa bản thân trở thành tốt hơn, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội. Vì thế, khi chúng ta biết sợ cuộc sống của chính mình là để sửa mình tốt hơn, xây dựng cuộc đời tốt hơn và yêu cuộc đời hơn, chứ không phải chối bỏ cuộc đời. Như vậy, bây giờ trong hội chúng đây, vị nào không còn sợ chết thì đưa tay lên. Trời ơi,
tất cả quý vị đều không sợ chết nữa rồi sao? Vậy thì tốt quá. Tất cả quý vị đều đồng ý với chúng tôi về quan niệm trên phải không? Thật vậy, kính thưa quý vị, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác về cuộc đời. Đừng để cuộc đời lừa dối mình. Chúng ta phải biết rằng cái chết không có gì đáng sợ cả, bởi vì đó là định luật tất yếu của thế gian này, không một ai có thể tránh khỏi. Vì thế, khi cái chết đến với mình, chúng ta nhất định phải nói với nó rằng trời đất có bốn mùa xuân hạ thu đông, con người thì có sinh lão bệnh tử. Đây là một quá trình diễn biến rất tự nhiên, không ai có thể vượt ra ngoài nó được. Mỗi ngày chúng ta đều sợ cái chết đến với mình. Trong lúc còn sống, chúng ta không hiểu biết về cái chết mà lại luôn luôn sợ hãi nó, luôn luôn lo lắng về cái chết. Thế rồi hoài nghi không biết có hay không có đời sau. Thêm nữa, giả sử như có người không có cơ hội đi nghe hoặc học hỏi Phật Pháp, cũng không có bạn bè thân hữu chỉ bảo để hiểu về sự thật của cuộc đời, thế rồi người đó đến lúc lâm chung cũng còn mơ mơ hồ hồ, tâm lý sợ sệt, đau khổ khởi lên, và thế là sẽ tự mình đi vào cõi khổ. Kính thưa quý vị, ngày nay chúng ta có mặt trên cuộc đời này, nhất định sẽ có ngày chúng ta phải chết. Đối với vũ trụ, đối với nhân loại, thì cái chết là một hiện tượng rất tự nhiên. Nếu như con người mà không chết, thì thế gian này sẽ không có sự vô thường. Mà nếu như không có sự vô thường, thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta chào đời, chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, và chúng ta sẽ mãi mãi là đứa bé nhỏ xíu như vậy, mà không bao giờ lớn lên, trưởng thành được. Như thế, quý vị nghĩ xem, điều đó có đúng không? Vì thế, chúng ta không nên sợ cái chết, mà chỉ nên sợ ta đã sống không tốt mà thôi. Như vậy, làm thế nào để chúng ta trở thành bất sinh? Có phương pháp nào để chúng ta có thể trở thành bất sinh hay không? Kính thưa quý vị, tôi xin thưa là có. Đó là tu tập thiền định, đạt đến minh tâm kiến tánh, tâm trí khai ngộ, hoặc tu tập theo tịnh độ, chí tâm niệm Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh, thì liễu sinh thoát tử. Ngược lại, nếu như quý vị chạy theo sự mê tín ở bên ngoài, tin theo quỷ thần, đồng bóng, tin theo những lời mê hoặc dụ dỗ của những kẻ lường gạt, bất lương, thì quý vị không thể nào giải thoát, mà quý vị sẽ rơi vào con đường tà đạo. Bởi vì những kẻ đó không có phương pháp chân chính, không theo con đường chân chính, cho nên bản thân họ cũng rơi vào phàm phu sinh tử luân hồi trong lục đạo. Vậy làm sao họ có thể hướng dẫn quý vị thoát ly sinh tử? 29. Làm thế nào để không còn sinh tử? Hôm nay vấn đề chính mà chúng tôi muốn nói đến chính là làm thế nào thì chúng ta mới không còn tái sinh. Trong kinh, Đức Phật đã từng dạy chúng ta cần phải minh tâm kiến tánh, nghĩa là phải tu tập, thực hành những lời dạy của Đức Phật để làm sáng tỏ nội tâm, thấu suốt bản tánh vốn không sinh diệt của mình. Sinh từ đâu đến? Chính là từ sự khởi tâm động niệm. Bởi vì ngay từ lúc chúng ta mới móng tâm, khởi niệm, thì chính từ trong tâm của chúng ta đã có một sức mạnh đưa đẩy chúng ta đi đến sự chấp thủ, xả bỏ. Đó chính là chúng ta đang đi vào sự sinh tử. Ví dụ, trong khi bạn đang tham đắm vào tiền bạc của cái vật chất của bạn, thì khi bạn từ trong nhà đi ra ngoài, trong lòng bạn luôn luôn nghĩ đến những của cải vật chất, tiền bạc. Bạn cứ lo nghĩ rằng không biết mình đã khóa tủ cá nhân, két sắt đã kỹ chưa, và bạn cứ luôn luôn lo nghĩ về vấn đề đó mãi không thôi. Vậy trong thời gian đó, bản thân bạn luôn bị sự lo lắng, phiền muộn chi phối. Hay giả như một vị giám đốc có công việc phải đi công tác, vị này có một người vợ rất xinh đẹp đang ở nhà. Nếu như vị giám đốc đó thiếu chất liệu của sự hiểu biết, tin tưởng
thương yêu đối với người vợ của mình, mà trong lòng anh ta chỉ có sự chấp ngã, ích kỷ, hẹp hòi, thì trong lòng anh ta luôn luôn bị sự lo lắng phiền muộn dày dò. Anh ta lo lắng không biết người vợ của mình ở nhà có làm đúng theo lời mình đã căn dặn hay không, không biết người vợ ở nhà có chung thủy với mình hay không, và rất là nhiều điều lo nghĩ khác nữa. Cứ như thế, anh ta sẽ bị những lo lắng phiền muộn chi phối và không còn đủ sáng suốt để giải quyết công việc. Nếu như đối với bất cứ sự việc gì chúng ta cũng tham đắm chấp trước, thì nhất định chúng ta sẽ bị luân hồi trong cõi trần gian này. Hay nói cách khác, chỉ cần chúng ta một niệm chấp trước không được đoạn trừ, thì nhất định chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự minh tâm kiến tánh, không thể nào vượt thoát được sinh tử luân hồi. Có người hỏi, khi một vị thiền sư đã khai ngộ thì có gì đặc biệt? Tôi xin nói, rất là đặc biệt. Vì sao vậy? Bởi vì đối với một vị thiền sư đã đạt ngộ thì không có bất kỳ sự việc gì có thể làm cho nội tâm người đó lay động. Không ai có thể đem những sự việc như dinh nhục, hơn thua, được mất đến làm cho người đó phải bận tâm. Vì những vị này đã thấy rõ những sự việc trên đều là giả hợp, hư vọng. Các bậc thánh nhân không bao giờ mong cầu mọi người ai ai cũng ca tụng hay tưng bốc họ. Nếu như trong cuộc sống mà mọi người ai cũng ca tụng và tưng bốc ta, như vậy thế giới này sẽ trở thành một thế giới như thế nào? Trong cuộc sống mà mọi người ai ai cũng ca tụng và tưng bốc ta, thì sự ca tụng đó có còn ý nghĩa nữa không? Và đó có phải là sự thật hay không? Trong cuộc đời có người khen ta, cũng có người chê bai, quỷ bán ta. Như thế cuộc đời mới có ý nghĩa. Có như thế chúng ta mới hiểu được cái quý báu của sự tu tập. 30. Vì sao chúng ta lại phải đầu thai? Vì sao chúng ta lại phải đầu thai? Bởi vì do những vọng tưởng của chúng ta liên tục không chấm dứt. Chúng ta cứ mãi chấp chặt vào những ý niệm hơn thua, được mất, những tranh đua danh lợi mà không bao giờ dừng nghỉ. Vì thế chúng ta nhất định sẽ bị đầu thai trở lại. Sự tham đắm cũng có rất nhiều thứ. Có người thì đam mê đối với tiền bạc, có người thì đam mê nữ sắc, có người lại suốt ngày chỉ biết có ăn và ngủ, có người thì chạy theo danh vọng, địa vị, lợi dưỡng. Người nào tham ăn, tham ngủ thì kiếp sau nhất định sẽ là bà con thân quyến của loài heo. Ở đây chúng ta phải hiểu, cũng có thể sẽ trực tiếp đầu thai làm heo, nhưng có thể sẽ đầu thai làm người nhưng lại mang đầy đủ bản chất của loài heo. Đối với người đam mê theo sắc đẹp thì kiếp sau sẽ đầu thai làm loài chim oanh vũ. Loài chim oanh vũ này có bộ lông rất đẹp và chúng rất yêu thích bộ lông tuyệt đẹp của mình. Đó chính là do những hạt giống của sự đam mê tham đắm tạo nên. Ngược lại, với các bậc thánh nhân thì khác. Họ không bao giờ tham đắm đối với sắc đẹp, lợi danh. Bởi vì các bậc thánh với trí tuệ của sự tu tập, các ngài thấy rõ được thế gian này, từ con người cho đến tất cả mọi sự, mọi vật đều chuyển biến vô thường. Tất cả đều do nhân duyên mà sinh, mà đã có sinh, đã vô thường thì nhất định chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Nếu như chúng ta cứ tham đắm, chấp trước vào sắc thân của ta, sắc thân của người, tham đắm vào danh lợi hơn thua, thì nhất định chúng ta sẽ bị khổ đau. Vì thế mà nói, người đã ngộ so với người chưa ngộ khác nhau rất lớn, người có tu tập so với người không tu tập khác nhau rất nhiều. Tại Đài Loan, tôi thường đến thuyết giảng ở các trường đại học, có khi ở lại cũng mấy ngày. Có một lần, tôi bị mất một giảng đồng. Các vị đồng học rất lo lắng, họ cứ băn khoăn rằng, thỉnh thầy đến thuyết giảng mà lại có người lấy cắp tiền của thầy, thật là một điều xấu hổ. Sư phụ đã từ bi, tự lo tiền đi máy bay đến đây thuyết pháp, dù cho thời tiết ở đây rất lạnh, sư phụ cũng không quản ngại khó nhọc. Vậy mà có kẻ còn lấy trộm tiền của sư phụ.
rất nhiều bạn sinh viên bàn luận tìm xem ai đã lấy trộm và đang cất giấu ở chỗ nào. Thế nhưng các bạn sinh viên ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy sư phụ không hề lo lắng khẩn trương chút nào, mà còn rất vui vẻ thuyết giảng nữa. Thế rồi có người nhịn không được bèn đến hỏi tôi: "Thưa thầy, không phải thầy đã mất một giảng đồng sao?" Tôi trả lời: "Không có, chỉ là người khác lấy đi dùng mà thôi, không có mất. Khi tiền còn ở trong tay của chúng ta thì chúng ta sử dụng, khi tiền ở trong tay người khác thì người khác sử dụng. Dù cho ai sử dụng thì cũng tạm thời mà thôi. Khi thì trong tay người này, lúc thì trong tay người khác. Vì thế, khi một người đã hiểu đạo thì trong cuộc sống hàng ngày, người này rất an lạc, vui vẻ, hạnh phúc. Họ không bị phiền não, tức giận và sự tham đắm chấp trước chi phối. Hôm nay quý vị đến đây nghe Phật pháp thì so với những người làm ra nhiều tiền, quý vị còn kiếm được nhiều tiền hơn. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị đến nghe pháp là quý vị có được một thứ tài sản vô cùng quý báu, mà cho dù có tiền quý vị cũng không thể mua được. Tài sản đó là trí tuệ. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, là đạo của tình thương và sự hiểu biết, cho nên quý vị đi nghe pháp chính là quý vị đã học tập, hiểu rõ và thực hành những lời Đức Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là quý vị thực hành khai mở trí tuệ từ nội tâm của chính mình, là quý vị đang khơi dậy những hạt giống của lòng thương yêu và sự hiểu biết. Chúng ta tu tập và áp dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày chính là chúng ta đang tưới tẩm và dung sới những hạt giống trí tuệ, và tình thương của chúng ta ngày càng lớn dần lên. Và như thế, những mầm mống, những chất liệu của sự phiền não, hờn giận và ngu dốt sẽ được diệt trừ, và hạnh phúc, an lạc sẽ đến với ta và mọi người xung quanh ta. Nếu trong cuộc sống hiện tại chúng ta có an lạc và hạnh phúc, chúng ta lại còn đem lại an lạc và hạnh phúc ấy cho mọi người, thì nhất định tương lai chúng ta sẽ không phải chịu những quả báo, những khổ đau đến với chúng ta. Đó chính là chúng ta tin tưởng vào nhân quả nghiệp báo. 31. Mê tín. Đối với người không nghiên cứu tu học Phật pháp thì họ cho rằng những người tu học Phật pháp là mê tín. Quý vị cũng không nên buồn phiền làm gì. Vì sao vậy? Bởi vì so với những người tự cho rằng mình không mê tín ấy thì quý vị còn tốt hơn họ rất nhiều. Chắc có lẽ quý vị ngạc nhiên lắm phải không? Quý vị nên biết, điều mà họ cho rằng mê tín đó chính là sự tin tưởng một cách sâu sắc vào đạo lý nhân quả. Chúng ta học Phật pháp tin sâu vào nhân quả báo ứng, cho nên chúng ta sẽ không làm những việc ác như cướp của giết người, trộm cắp, tham nhũng. Như thế, mê tín không làm tổn hại đến người khác, mà còn biết tu tập để hoàn thiện nhân cách của bản thân, biết chia sẻ khổ đau của người khác thì cũng nên mê tín lắm. Còn những người tự cho mình không mê tín ấy thì họ không từ bất kỳ một việc ác nào mà không làm. Vì thế, khi người nào nói quý vị là mê tín thì quý vị cần hiểu rõ ràng về quan niệm mê tín của người đang nói. 32. Quy y. Ở Singapore, phần lớn những người chưa được tu học Phật pháp đều tin vào những đồng bóng trong các am miếu. Có người còn đi đến các am miếu để hỏi các đồng cốt cho số về để đánh bạc. Thế nhưng càng đánh càng thua. Có không ít người sau khi thua hết tiền bạc đã tự sát. Đối với những đối tượng như thế này, quý vị khuyên họ quy y thì trong số họ sẽ có rất nhiều người không hiểu thế nào là quy y. Có một vị thiếu niên anh tuấn vừa mới tin Phật, anh ta liền đến hỏi tôi: "Bạch thầy, quy y rồi có thể kết hôn được không? Con bái thầy làm sư phụ rồi, con có cưới vợ được không?" Tôi trả lời với anh ta rằng: "Được, nhưng không được lấy nhiều vợ." Có người hỏi: "Bạch thầy, con rất thích đánh mặt trược,
nếu như quy y rồi, sau này con có thể đánh bạc nữa hay không? Tôi trả lời, có thể được, nhưng đánh ít thôi, không được thua nhiều. Những người như trên, họ chưa hiểu biết gì về Phật Pháp, cho nên tôi nói với họ rằng, quy y không có vướng bận về giới luật gì cả. Quy y là để họ xác nhận bản thân mình là một tín đồ Phật giáo mà thôi. Có người hỏi, quy y rồi, có phải ăn chay không? Anh ta muốn quy y, nhưng không biết ăn chay. Tôi trả lời, không sao cả, không ăn chay cũng không sao. Anh có thể ăn cá, thịt và các loại thức ăn, nhưng không được sát sinh. Anh ta nói, thưa sư phụ, thật là đáng xấu hổ, bởi vì con rất thích ăn gỏi thịt. Tôi trả lời, không sao đâu, anh cũng có thể ăn gỏi thịt, nhưng phải sau 5 ngày ăn chay, nếu chịu không nổi thì lại ăn gỏi thịt một lần. Anh ta trở về, nghe theo lời dặn và cố gắng ăn chay. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, và ăn đến ngày thứ 4, sang ngày thứ 5, anh ta chịu không nổi và cảm thấy rất là khổ sở. Những lúc không ăn thì nước miếng cứ chảy ra, thân thể cảm thấy rất lạnh và mồ hôi lại toát ra. Thế là anh ta liền đến gặp tôi và thưa, thưa thầy, con đã ăn chay 4 ngày nay, thật sự con chịu không được nữa rồi. Tôi nói với anh ta, không sao, anh cứ ăn thịt lại đi. Thế là anh ta về nấu một nồi thịt thật lớn và ăn liên tục như chưa bao giờ được ăn. Kết quả là vì ăn quá nhiều chất béo, bị đau bụng tiêu chảy. Anh ta nói với tôi, bệnh tiêu chảy thật là lợi hại. Khi con vào nhà vệ sinh, không cần dùng sức mà trong bụng cứ chảy tuồn tuột ra hết. Nó chảy như động cơ phản lực vậy. Kết quả vì để tập ăn chay, trải qua 8 năm, đến bây giờ anh ta vẫn còn ăn thịt và chưa thể ăn chay được. Quý vị nghĩ xem, đối với nhiều người, vấn đề quy y ăn chay rất là khó khăn, không đơn giản chút nào. Cho nên, trong quá trình tu tập, hướng dẫn mọi người, chúng ta phải biết tùy duyên mà sử dụng phương tiện, không nên quá cứng nhắc vào bất cứ một điều khoản quy định nào cả. Vì thế, nên có những đối tượng, chúng tôi nói, quy y rồi cũng có thể đánh bạc, nhưng tốt nhất là không nên đánh. Quy y rồi cũng được cưới vợ, nhưng phải sống chung thủy, không được lấy nhiều vợ. Quy y không có quy định giới luật gì cả, và cũng không cần thiết phải ăn chay. Nếu như ngay từ đầu mà tôi nói thẳng với họ rằng quy y rồi, không được đánh bạc, quy y phải tuân thủ giới luật, phải ăn chay, thì nhất định họ sẽ không quy y và sẽ không bao giờ đến với Phật giáo nữa. Và như thế, họ sẽ không có được cơ hội để tiếp xúc với giáo lý Phật Đà, để tu tập và sửa chữa những sai lầm của mình. Do đó, với những đối tượng như vậy, tôi phải sử dụng phương tiện quyền xảo để từ từ hướng dẫn họ, và trong thực tế đã có những kết quả rất khả quan. Những người như trên, trong giai đoạn đầu có khó khăn, nhưng về sau họ có những bước tiến rất tốt sau khi đã tiếp xúc học hỏi và thực tập lời Phật dạy. Bởi vì sau khi họ có thực tập, dù không nhiều, nhưng bản thân họ tự cảm nhận được những ích lợi của việc thực tập lời Phật dạy, và họ tự chuyển hóa bản thân. Quý vị sống ở tại Singapore này, muốn quy y với chúng tôi cũng được, nhưng tốt nhất là nên quy y với các vị thầy ở đây. Bởi vì sau khi quy y, chúng ta cần phải thân cận học hỏi và thực tập. Tôi ở Đài Loan, nếu có vấn đề gì thắc mắc, cần phải có thầy để thỉnh giáo thì thật là bất tiện. Cho nên quý vị nên quy y với các vị thầy ở đây. Và điều cần thiết nhất là sau khi đã quy y thì cố gắng học hỏi và thực hành những điều Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày. Có như thế, quý vị mới cảm nhận được những giá trị chân thật của đạo Phật trong cuộc sống của bản thân mình, của gia đình mình và của xã hội như thế nào. Đức Phật đã dạy, ta xuất hiện ở đời là vì mục đích đem lại an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người. 33. Quá khứ
tương lai và hiện tại. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những điều mà Đức Phật đã dạy. Phật dạy, do thiếu hiểu biết, con người thường thích nhớ tưởng đến quá khứ, để cho những ký ức trong quá khứ trở về, làm lay động tâm thức của ta trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta vẫn luôn luôn hồi tưởng về quá khứ, hồi tưởng về những tang thương, những khổ đau, những niềm vui và những vinh quang của quá khứ. Chúng ta cứ sống với những ký ức của quá khứ thì đó là một loại chấp trước. Chúng ta đang sống trong hiện tại mà lại kỳ vọng về tương lai. Thế nhưng tương lai của chúng ta thì ta lại chưa biết. Thế nên Đức Phật dạy, hãy luôn luôn nắm vững và sống trọn vẹn trong giờ phút hiện tại. Chúng ta sẽ có được sự an lạc vĩnh hằng. Ví dụ như hôm nay, tại sân vận động này, số lượng thính giả đến nghe pháp có thể hơn 20.000 người. Nếu như ngay bây giờ quý vị nghe Phật pháp rồi ứng dụng ngay vào trong sự chuyển hóa nội tâm của quý vị, bằng cách quý vị hãy lắng động tâm tư, chú tâm nghe pháp và buông bỏ hết những hồi ức của quá khứ, không chấp trước vọng tưởng đến tương lai, nhất định quý vị sẽ có được an lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút này. Trong cuộc sống, bất kỳ việc gì xảy đến cho chúng ta cũng không nên than vãn rằng trong quá khứ mình đã như thế này thế kia, hay nghĩ rằng tương lai mình sẽ như thế này thế kia, mà chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật trong hiện tại đang xảy ra với chúng ta để có cách giải quyết cho thật tốt. Vì cho dù chúng ta có suy nghĩ thế nào về quá khứ hay tương lai, thì sự thật trong hiện tại vẫn đang xảy ra với chúng ta. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật cũng đã từng dạy: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, bậc thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Vậy chúng ta hãy vững vàng chấp nhận mọi sự, mọi việc xảy đến với mình và tìm cách giải quyết sự việc một cách tốt nhất. Điều cần thiết là chúng ta phải có lòng tin đối với bản thân và tận tâm tận lực giải quyết công việc. Thì cho dù người khác có phê bình, công kích chúng ta bao nhiêu đi nữa cũng không quan trọng. Cũng như bản thân chúng tôi hôm nay đến đây thuyết giảng, chúng tôi đã tận tâm tận lực rồi, thì cho dù chúng tôi giảng không hay và người khác có cái nhìn về chúng tôi thế nào đi nữa, đối với chúng tôi cũng không quan trọng. 34. Tiếp nhận sự phê bình. Con người chúng ta rất là kỳ lạ. Đang khi bạn có tiền, mọi người muốn phê bình bạn, và khi bạn không có tiền, người khác cũng sẽ phê bình bạn. Khi bạn thành công, mọi người tìm cách phê bình bạn, mà khi bạn thất bại, người khác lại cũng muốn phê bình bạn. Đức Phật dạy, trên thế gian không có người nào sẽ không bị người khác phê bình. Vì thế, đối với những nghịch cảnh, mọi người cần phải xem đó là một điều tự nhiên. Mỗi người cần phải tiếp nhận mọi sự phê bình để có thể quan sát lại những hành động của bản thân. Đứng từ góc độ của một người tiếp nhận sự phê bình mà nói, thì trên cuộc đời này, sự cung kính hay hủy báng của người khác, sự vinh nhục hay đúng sai của một người hay của một sự việc đều không có một tiêu chuẩn chính xác nào cả. Vì thế, chúng ta cần phải luôn luôn giữ gìn tâm ý của mình, luôn luôn giữ vững chánh niệm trong tâm để không bị tám ngọn gió của thế gian là lợi ích, lợi, hao tổn, suy, chê bai, hủy, khen ngợi, dự, ca tụng, xưng, chỉ trích, cơ, đau khổ, khổ, vui vẻ, lạc, làm cho lay động. Trong bất kỳ thời gian, hoàn cảnh, nơi chốn nào, chúng ta cũng cần phải tu tập giữ gìn tâm ý, phải luôn luôn bình tĩnh, an tường,
tâm trí luôn luôn tự tại, an lạc. 35. Truy cầu một cách sai lầm. Đức Phật dạy, sở dĩ con người chúng ta bị khổ đau nhiều, chính vì chúng ta thường tìm cầu một cách sai lầm. Do không hiểu rõ sự lý, con người suốt ngày cứ sống trong đau khổ. Sự thật, không có ai làm cho chúng ta đau khổ, mà chính bản thân chúng ta tự làm cho mình đau khổ mà thôi. Quý vị hãy quán xét lại trong tâm của mình đi, xem thử ai đã làm cho quý vị đau khổ. Chỉ có là khi quý vị làm một việc xấu, thì bản thân của quý vị đã mang vào một nhân xấu. Và tự trong tâm quý vị đang tự trách mình, khiến cho bản thân cảm thấy ân hận, đau khổ. Cho nên nói, con người sở dĩ đau khổ chính do sự tìm cầu, hành động sai lầm của bản thân. Chúng ta tìm cầu tiền bạc bởi vì tiền bạc cũng quan trọng. Như bản thân chúng tôi đây cũng có nhu cầu về tiền bạc, chẳng hạn như cần tiền để mua vé máy bay đến đây. Thế nhưng, tiền chỉ có tính quan trọng tương đối, không phải là quan trọng tuyệt đối. Khi bạn đang cần tiền, thì tiền rất quan trọng. Khi bạn đã có nhiều tiền và gửi tiền trong ngân hàng, thì lúc đó chỉ là một cuốn sổ hay là một con số hoặc là một chiếc cạc mà thôi. Như vậy, tiền hoàn toàn không có tính nhu cầu tuyệt đối. Ví như nói, bạn đang buồn phiền, trong lòng không vui, thì cho dù bạn có nhiều tiền, song trong lòng vẫn buồn phiền, không vui. Hay giả như bạn là một ngôi sao ca nhạc, hay một minh tinh màn bạc, thì cuộc sống của bạn sẽ rất là vui vẻ phải không? Chưa hẳn đã như vậy. Hay bạn cho rằng các chính trị gia, các doanh nhân thành đạt, hay các nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, thì cuộc sống của họ sẽ rất hạnh phúc? Không hoàn toàn đúng như thế. Bởi vì những nhân vật ấy cũng có những khổ đau, những bất hạnh trong cuộc sống mà có khi bản thân họ tự biết mà thôi. Con người chúng ta sở dĩ bị đau khổ, không hạnh phúc, chính vì đã đem cả cuộc đời của mình để tìm cầu tiền bạc, danh dự, sắc đẹp. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta đã sống cả cuộc đời trong sự lao khổ, bôn ba. Một vị thiền sư đã nói, danh vọng, lợi ích và sắc đẹp, để kiếm được ba thứ này, kẻ phàm phu mãi mãi bị lưu chuyển. Ví dụ như nói kiếm tiền, kỳ thực là chúng ta không phải đang kiếm tiền, mà là chúng ta đang bị tiền kiếm. Tiền đã lấy mất đi tuổi thanh xuân, tiền đã lấy đi dung nhan, đã lấy đi thời gian của chúng ta, và tiền cũng đã lấy đi cả sinh mạng của chúng ta nữa. Vì thế, nói chúng ta đi kiếm tiền, chi bằng nói rằng chúng ta đã bị tiền kiếm đi. Cho nên, Phật dạy, chúng ta hãy tỉnh giác, sống trong tỉnh thức, đừng mê mờ chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời. Quý vị nên nhớ, chúng ta học Phật Pháp, cần phải hiểu rõ, phải giác ngộ về sự thật của cuộc đời. 36. Sự định tĩnh của nội tâm. Đức Phật dạy, sự định tĩnh được phát xuất từ nội tâm, không phải tìm cầu từ bên ngoài. Sự yên tĩnh của nội tâm có được phải nhờ sự tu tập buông xả của bản thân. Mỗi người chúng ta nếu muốn sống một cuộc sống cho thật an nhiên tự tại, nhất định chúng ta cần phải hạ thủ công phu tu tập để thanh lọc nội tâm. Quý vị cần phải quán sát xem vạn vật trong trời đất. Quý vị sẽ thấy trong chớp mắt chúng biến hóa vô cùng, không có thể tánh thực tại. Vì thế, quý vị không nên chấp trước, đam mê. Được như thế, quý vị mới thật sự là một người giàu có. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, sự chấp trước có chỗ nào xấu? Hiện tại trong tay tôi đang cầm chiếc khăn này. Vậy khi tôi đang cầm chiếc khăn, tôi có thể cầm cái tách trà này để uống có được không? Không được phải không quý vị? Tâm của chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta đã chấp trước đam mê một cái gì,
một điều gì rồi. Chúng ta không thể dung nạp những cái khác, những điều khác nữa, cho dù đó là những cái đẹp, những điều hay. Ví dụ nói, bây giờ trong tay của chúng ta không cầm một vật gì cả, thì chúng ta mới có thể cầm vật khác lên được. Và khi muốn cầm một vật khác nữa, thì chúng ta phải bỏ vật mà chúng ta đang cầm xuống. Như thế, muốn thưởng thức, học hỏi nhiều điều, muốn có cơ hội hiểu biết người khác, chúng ta phải thực tập hạnh buông xả. Nếu không, trong cuộc sống, chúng ta cứ chấp nhặt một điều gì mà không chịu xả bỏ, hay chúng ta có định kiến không tốt về một người nào, nội kết với một ai mà không chịu buông xả, chúng ta không bao giờ có cơ hội để tiếp nhận những cái hay, cái tốt khác. Và chúng ta cũng không bao giờ tha thứ được cho người khác, cũng như không tiếp nhận được việc tốt của người khác. Thế nên, sự buông xả chính là tài sản quý giá nhất. Tài sản này quý vị lại không tốn tiền mua. Nếu lòng chúng ta luôn luôn chấp nhận một điều gì thì thật khổ sở. Nếu có người nào nói với ta vài ba câu gì đó là tối về chúng ta cứ trằn trọc không sao ngủ được, rồi cứ trằn trọc suy nghĩ vì sao mà người ấy lại chê bai mình đến như vậy, vì sao mà người ấy lại muốn công kích mình. Cứ như thế chúng ta sẽ bị đau khổ vì những chuyện không đâu vào đâu. 37. Không thẹn với lòng. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, làm bất kỳ một việc gì, chúng ta cần phải hỏi lại lương tâm của chính mình, xem thử mình có làm sai việc gì không. Chúng ta cần phải hỏi lại từ bản thân, chứ không phải hỏi người khác. Vì Phật dạy chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc mà chúng ta đã làm. Nếu chúng ta thật sự không có sai lầm, thì cho dù người khác có phỉ báng, công kích hay tìm cách nói xấu, chúng ta vẫn an nhiên bất động. Hay cho dù có người tỏ thái độ thương hại ta, thì cũng vậy thôi. Bởi vì bản thân chúng ta thấy rõ mình không thẹn với lòng đối với những việc mình đã làm. Lương tâm ở trong lòng mỗi người, đó chính là một vị quan tòa tốt nhất. Chúng ta có thể dối gạt, che giấu người khác, dối gạt cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, hay dối gạt cả với đất nước, nhưng chúng ta cũng không thể dối gạt được lương tâm của mình. Lương tâm của mỗi người chính là sự trong sạch nhất của nội tâm người ấy. Trong suốt 24 giờ, lương tâm luôn là vị quan thanh liêm phán xét mọi hành động của chúng ta. Nhân quả chính là ở đây, tuyệt đối không sai chạy. Nó còn ghi chép đầy đủ và chính xác hơn cả chiếc máy vi tính, chính xác nhất mà không có loại virus nào có thể phá hoại được. Vì thế, quý vị cần phải hiểu, quý vị tu học Phật Pháp có thể nghe qua băng giảng hoặc trực tiếp nghe thầy giảng. Quý vị cần phải thực tập ngay những điều mình đã được nghe, được học vào trong cuộc sống của bản thân mình, gia đình mình và xã hội mình để có được trí tuệ, an lạc và hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người. Chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng, thì chúng ta sẽ không bận lòng với những phê bình hay chỉ trích của người khác. Đây là chúng ta đạt được sự an ổn và định tĩnh của nội tâm vậy. 38. Phật Pháp và Tôn Giáo. Phật giáo siêu việt hơn tôn giáo, siêu việt hơn tất cả các loại triết học. Tất cả các tôn giáo có mặt trên thế giới đều nói rằng có một vị thần hay vị thượng đế tối cao có đầy đủ năng lực ban thưởng hay trừng phạt con người. Thế nhưng Phật giáo cho rằng mỗi chúng ta đều có đủ khả năng ban thưởng hay trừng phạt chính mình, chúng ta quyết. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có khả năng làm chủ hành vi, hành động của chính mình, và mọi người đều phải chịu trách nhiệm với những hành vi, hành động đó. Cho nên, chúng ta muốn thành Phật hay muốn vào địa ngục đều do bản thân chúng ta quyết định, không ai quyết định thay cho chúng ta. Chư vị tổ sư cũng đã từng nói, Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học,
mà lại siêu việt tôn giáo, siêu việt triết học. Nói Phật giáo là tôn giáo, đó là vì phương tiện mà nói. Vì sao nói Phật giáo không phải là tôn giáo? Bởi vì định nghĩa của tôn giáo là có chủ, có một đấng tối cao có đầy đủ quyền lực siêu nhiên, có giáo nghĩa, giáo đoàn. Tất cả những tôn giáo đều nói rằng có một đấng tối cao có đầy đủ quyền lực siêu nhiên. Thế nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không phải là một đấng siêu nhiên. Đức Phật cũng nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Và Đức Phật cũng không có quyền ban thưởng hay trừng phạt ai cả. Ngài dạy rằng mỗi người đều phải nhận tất cả kết quả từ những việc làm của bản thân. Ngài cũng không dạy mọi người hãy cứ tin Ngài thì sẽ được về cõi Tây Phương Cực Lạc, còn không tin thì sẽ bị đày xuống địa ngục. Mà Ngài dạy muốn tin thì phải hiểu, muốn tin Phật thì phải hiểu Phật là gì. Đức Phật đã dạy các ngươi chớ vội tin ta. Tin ta mà không hiểu ta thì chính là các ngươi phỉ báng ta một cách thậm tệ vậy. Vì thế, đạo Phật mới được mệnh danh là đạo của trí tuệ. 39. Duyên sinh, duyên diệt. Phật giáo giảng về cái gì? Kính thưa quý vị, Phật giáo giảng về nhân duyên, đó là duyên sinh và duyên diệt. Duyên sinh nghĩa là mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều do nhiều yếu tố, điều kiện kết hợp lại mà phát sinh. Không có một sự, một vật nào được sinh ra một cách tự nhiên, nghĩa là không có sự vật, sự việc nào chỉ do một yếu tố làm sinh ra, mà phải do nhiều yếu tố kết hợp sinh ra. Duyên diệt nghĩa là khi những điều kiện để các yếu tố kết hợp với nhau không còn nữa, thì sự vật, sự việc sẽ không còn hiện diện, tồn tại. Sự không còn hiện diện hay tồn tại của bất kỳ sự vật, sự việc nào không phải do chúng tự nhiên mất đi, hay là do một đấng quyền năng nào làm cho chúng mất đi, mà là do các yếu tố, các điều kiện của sự vật sự việc ấy đã hết, và chúng sẽ chuyển sang một dạng nhân duyên mới, tạo ra các sự vật, sự việc mới. Ví dụ như hôm nay, mọi người chúng ta cùng có duyên gặp nhau ở đây, cũng chính là duyên sinh chúng ta mới cùng tập hợp tại đây để nghe Pháp. Sau khi chúng tôi giảng xong, quý vị ai về nhà nấy, đó là duyên diệt. Thế nhưng khi chúng tôi về, chúng tôi sẽ làm việc khác, nơi khác. Và quý vị trở về, mỗi người sẽ có một công việc khác, nghĩa là sẽ có các duyên khác sinh ra các việc khác. 40. Nắm vững và sáng tạo nhân duyên. Nhớ lại khi tôi còn học đại học, có một vị tín đồ Cơ Đốc giáo nói với tôi rằng Phật giáo của các bạn nói rằng Đức Phật đang khống chế các bạn và Đức Phật là chủ tể sáng tạo ra thế giới này. Tôi nói với anh ta rằng Phật giáo không nói những điều như vậy. Tay của bạn muốn nắm lại cũng do bạn, mà muốn buông ra cũng do bạn. Tất cả mọi việc làm đều do tự thân mỗi chúng ta quyết định. Nếu như hôm nay anh giết người thì cho dù anh có đến quỳ trước Phật, Phật cũng không thể cứu anh được. Và Đức Phật sẽ nói với anh rằng anh không tin nhân quả, anh muốn giết người, phóng hỏa, thì ta làm sao mà cứu anh được? Vì thế, có người hỏi tụng kinh nhất định có thể tiêu trừ tai nạn được hay không? Điều này cũng không nhất định. Bởi nếu như bạn không làm việc xấu thì tụng kinh có thể tiêu trừ tai nạn. Thế nhưng, nếu bạn làm việc xấu, sát nhân, phóng hỏa, thì bạn có tụng bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Nếu tụng kinh có thể tiêu trừ những tai nạn, những hậu quả do việc làm xấu ác của chúng ta gây ra, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bao che cho tội ác rồi. Và Phật giáo đã trở thành một nơi dung chứa cho những kẻ gây ra tội ác. Vì thế, tụng kinh không nhất định sẽ tiêu trừ tai nạn, bởi vì tất cả còn tùy thuộc vào những việc làm của mỗi người chúng ta.
Nếu như bạn làm hại một lần đến 50 người, rồi bạn lại đến trước Phật sám hối, cầu xin Phật cứu bạn, như thế thì Phật cũng đành chịu thôi. Bởi vì những việc bạn làm thì bạn phải có trách nhiệm với những kết quả của những việc làm đó. Chứ Phật không có quyền xóa bỏ những kết quả đó được. Hoặc là bạn đem những sản phẩm độc hại, sản phẩm kém chất lượng đi lừa dối để bán cho người tiêu dùng để kiếm tiền, đến khi bị phát hiện, bị pháp luật truy bắt, lúc này bạn đến cầu Phật, xin Phật cứu giúp, tha thứ, thì thử hỏi làm sao mà cứu được? Và nhất định bạn sẽ bị pháp luật xét xử mà thôi. Bạn làm những việc bất thiện, hại nước, hại dân, thì nhất định bạn sẽ bị pháp luật xét xử. Và khi đã làm những việc ác rồi, thì cho dù bạn có tụng kinh gì đi nữa cũng vô ích thôi. Bởi vì lúc này bạn tụng kinh với mục đích là cầu cho pháp luật không xét xử những việc làm xấu ác của bạn, chứ không phải tụng kinh vì mục đích thanh lọc nội tâm, tìm hiểu lời Phật dạy. Trong Phật giáo hoàn toàn không có điều này. Chúng ta không nên có những nhìn nhận một cách sai lầm về Phật giáo như vậy. Chúng tôi đã nói bàn tay của chúng ta có thể nắm lại hay mở ra đều tùy thuộc vào bản thân của mỗi chúng ta. Vì thế, Đức Phật dạy về nhân duyên sinh, nhân duyên diệt, không phải là muốn chúng ta cứ buông thả mình trôi theo những dòng chảy của cuộc đời, mà đó chính là Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng, muốn làm thiện hay làm ác đều do chính bản thân chúng ta quyết định. Chúng ta muốn an lạc hạnh phúc hay đau khổ đều do tự thân mỗi của chúng ta. Thế nên, dưới cái nhìn của nhân duyên sinh, những sự gì xảy ra không phải là chúng ta cứ nhắm mắt thuần theo nó, không biết làm gì, mà chính là trong cái nhìn duyên sinh ấy, chúng ta tích cực chủ động để cải biến, làm thay đổi chiều hướng của sự việc, thay đổi chính bản thân của chúng ta. Chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, tạo ra những cơ hội tốt, những nhân duyên tốt, để trong quan hệ giữa người với người có được những mối liên hệ tốt đẹp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mà trong đó mọi người biết tin tưởng, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, không ai dối gạt ai, không ai tìm cách hại ai. Đó chính là chúng ta cùng tạo nhân duyên, xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng cõi tịnh độ ngay trong cuộc đời này. 41. Hạnh phúc từ đâu đến? Một nhà triết học đã nói, người có trí tuệ thì tùy lúc, tùy nơi đều có thể tự tìm được hạnh phúc cho bản thân. Người không có trí tuệ thì lại mong cầu người khác đem hạnh phúc đến cho mình. Kính thưa quý vị, an lạc, hạnh phúc đến từ sự giải thoát, an tĩnh của nội tâm. Nếu như nội tâm chúng ta không an lạc, vui vẻ, thì ta có thể cầu mong người nào đem đến được niềm vui cho mình. Làm người, chúng ta không nên bàn đến chuyện của người khác. Trong nhà mình, chúng ta không nên bàn luận nhà người khác, không nên bàn luận nhà người khác tốt hay không tốt. Một người mà suốt từ sáng đến tối cứ luôn nói đến chuyện thị phi, đúng sai của thiên hạ, rồi mong cho mình được an lạc hạnh phúc, thì làm sao mà có được an lạc hạnh phúc? Suốt ngày chỉ nói người này sai, người kia không đúng, còn bản thân mình thì quá sai quấy mà lại không biết, lại cứ cho rằng người khác không tốt. Con người chúng ta có một nhược điểm rất đáng thương, đó là không nhìn thấy lỗi của mình mà chỉ nhìn thấy lỗi của người khác. Điều này cũng giống như trên mặt của mình đang bị rất nhiều bùn đất dính phải, mình lại không thấy, mà mình lại nhìn thấy một vết bẩn trên mặt của người khác, rồi lại chê cười người khác rằng trên mặt của anh có vết bẩn, thật là tức cười. Nhưng khi đó, người kia sẽ nói lại với chúng ta, tôi chỉ có một vết thôi, còn anh bị cả mặt, sao anh lại không thấy? Con người
thường không tự thấy được mặt thật của mình, mà lại rất chú ý đến việc làm của người khác, có khi là chú ý rất nhiều nữa là khác. Khuyết điểm của bản thân thì không thấy, lại mỗi ngày đều phê bình sự tốt xấu của người. Mỗi ngày đều mãi chê bai trách cứ người khác. Chúng ta thật kỳ lạ, tự đem những khuyết điểm của người khác làm phiền não cho bản thân, tự mình chuốc khổ cho mình. Vì thế nên nói, người có trí tuệ thì tùy lúc, tùy nơi đều có thể sống an lạc, vui vẻ. Chỉ cần chúng ta xả bỏ tâm tình, không nên để ý đến chuyện thị phi của người khác, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện hữu hết sức nhiệm màu của vạn vật trong trời đất. Như thế, tự thân ta sẽ có được sự an lạc nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không buông xả được những tâm tình của mình, mà cứ vướng mắc vào những hơn thua được mất của cuộc đời, thì làm sao chúng ta sống có hạnh phúc và an lạc? Đức Phật dạy, không ai có thể đem lại sự đau khổ cho ta, mà chính chúng ta tự gây đau khổ cho bản thân mình. Lại nói, người nào hy vọng người khác đem hạnh phúc đến cho mình, thì cũng giống như một người ăn mày đi xin thức ăn của người khác vậy. Thật là khổ sở, bởi vì không phải người khác có thể đem hạnh phúc cho chúng ta, mà chính chúng ta tự tạo ra vậy. An lạc, hạnh phúc có được chính là nhờ vào sự giải thoát, tự tại, sự siêu diệt, xả bỏ, không chấp trước phiền não của chúng ta trước mọi hoàn cảnh. Tất cả đều dựa vào bản thân mình. Bất luận người khác có cho ta bao nhiêu của cải đi nữa, cũng không cho ta được sự an lạc và hạnh phúc. Mới là 42. Nhìn lại bản thân. Quý vị nên biết, chỉ có trí tuệ và tình thương xuất phát từ nội tâm, chúng ta mới có được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Một nhà triết học đã nói, phạm sai lầm là bình thường, tha thứ mới là cao thượng. Câu nói này rất quan trọng, quý vị không nên xem thường nó. Chúng ta sống trong cuộc đời, mỗi chúng ta ít nhiều gì cũng đã từng phạm sai lầm, chỉ khác nhau là lớn nhỏ, nặng nhẹ mà thôi. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị sau khi đã học Phật Pháp rồi thì nên học tập và thực hành những điều Phật dạy. Đó là biết khoan dung, tha thứ những khuyết điểm, lỗi lầm của người khác. Giả như quý vị không phạm sai lầm thì tốt rồi. Nhưng biết tha thứ và khoan dung với lỗi lầm của người khác lại ý hơn nữa. Và nhất là đừng chú ý đến những lỗi lầm của người khác. Người học Phật cần thiết nhất chính là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây phải luôn luôn chú ý đến hành vi của bản thân. Cần phải thực tập và luôn luôn duy trì chánh niệm trong mỗi lời nói, cử chỉ, hành vi và suy nghĩ của mình. Nghĩa là phải luôn luôn ý thức được mình đang làm gì, nói gì và suy nghĩ gì. Nếu như hàng ngày chúng ta chỉ chú ý đến những khuyết điểm sai lầm của người khác, chúng ta sẽ không có thời gian để nhìn lại bản thân. Và như thế, chúng ta chưa phải là một Phật tử đúng nghĩa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ dạy chúng ta suốt ngày hãy nhìn vào khuyết điểm lỗi lầm của người khác. Ngài chỉ dạy chúng ta hàng ngày hãy quán chiếu, nhìn lại bản thân của chính mình, nhìn lại những khuyết điểm sai lầm, những yếu kém của bản thân mình để sửa đổi hoàn thiện. 43. Tha thứ và bao dung. Một nhà tâm lý học nói, chúng ta nhất định phải hiểu được lập trường của người khác. Những bất đồng, những xung đột, tranh chấp xảy ra giữa người với người chính là do chúng ta đã không đặt mình vào vị thế của đối phương. Nếu chúng ta đứng trên vị thế của đối phương, đồng thời cũng đứng trên vị thế của mình để suy xét, trao đổi lập trường, thì chúng ta sẽ không bị phiền não. Bởi vì khi chúng ta thử đặt mình vào vị thế của người khác, chúng ta mới thấy rằng vị thế khác nhau thì cách nhìn sẽ khác nhau, và như vậy tác phong cũng sẽ khác nhau. Hiểu được vậy, chúng ta sẽ không phê phán hay chỉ trích việc làm của người khác. Vì thế,
chúng tôi chân thành khuyên không nên quý vị, sau khi học Phật rồi, quý vị không nên công kích người khác, không nên làm tổn thương người khác. Mà đối với một sự việc nào xảy đến với người khác, mình không nên vội vàng lên án hay chỉ trích, mà hãy thử đặt mình vào vị thế của người đó để suy nghĩ. Làm như thế, chúng ta mới có thể nhận ra rằng sở dĩ hôm nay người ấy hành động như vậy nhất định là có cái lý của họ. Vì thế, người xưa đã nói, người nào có khả năng dung nạp những ý kiến khác với kiến giải của mình thì mới có thể thành tựu được sự vĩ đại của bản thân. Nói một cách đơn giản, một người bình thường thì không đủ sự rộng lượng để dung nạp những ý kiến khác với ý kiến của bản thân. Chẳng hạn như cách nhìn của tôi khác với quý vị, lập tức tôi sẽ tìm cách công kích quý vị, còn quý vị thì tìm biện pháp để đánh gục chúng tôi. Khi đang tận sức tìm biện pháp mà chưa có thì lại sinh tâm hủy báng, gây tạo thị phi. Con người chúng ta thật là đáng thương như thế đó. Nếu có thể bao dung đối với cách nhìn của những người bất đồng ý kiến, chúng ta mới chính là con người vĩ đại. Chúng ta thường phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, đó là hay xem thường người khác, ví dụ như chê bai người khác. Bạn rất tệ. Thực sự ý nghĩa trong đó chính là chúng ta muốn nói tôi vĩ đại hơn bạn. Mục đích muốn cho mình cao thượng vĩ đại hơn người khác bằng cách chê bai người khác thì đó không phải là người quân tử. Vì người xưa đã từng nói, hữu xạ tự nhiên hương. Thưa quý vị, trong cuộc sống, chúng ta không nên xây dựng sự nghiệp thành công của mình trên sự đau khổ của người khác. Không nên vì muốn cho mình được nổi tiếng mà chúng ta lại chê bai chỉ trích người khác. Vì thế, chúng ta cần phải thể hiện tính khiêm cung trong cách nói của mình. Như nói, các bạn đều là những người vĩ đại, cao thượng hơn tôi rất nhiều. Trong cuộc sống, bạn cần phải thấy được ưu điểm của người khác và luôn luôn tán thán sự vĩ đại của người khác mới đúng. Bất luận bạn là Dương Tôn công tử, là người buôn bán, người hầu, người làm công tác vệ sinh, vân vân, tất cả cũng đều tốt cả. Trong mối quan hệ tồn tại xã hội, mỗi người đều có một công việc tùy theo điều kiện hoàn cảnh, tùy theo sự phân công lao động xã hội. Tùy mỗi người mỗi ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cần phải hiểu rõ trong vũ trụ này, một ngọn cỏ, một bông hoa hay một viên đá, tất cả đều có không gian sinh tồn của nó, huống gì là con người. Vì thế, chúng ta cần phải tôn trọng người khác, phải biết dung nạp người khác. Nếu như chúng ta cứ nhìn nhận người khác qua lăng kính của sự xấu xa, thì nhất định người khác không thể nhìn nhận chúng ta bằng lăng kính tốt đẹp được. Và quý vị thử nghĩ xem, trong cuộc đời này mà ai ai cũng cho những người khác là xấu cả, thì thử hỏi, thế giới này sẽ như thế nào? Trên thế giới này, không phải ai cũng đều là thánh nhân. Vì thế, chúng ta không nên chú ý phê bình người khác, càng không nên công kích và làm tổn thương người khác. Bởi vì làm như thế, chính bản thân chúng ta sẽ là người chịu nhận sự đau khổ và bất an nhiều nhất. Chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến chuyện thị phi của người khác. Sự đúng sai, tốt xấu của mọi người sẽ được sự phán xét công bằng của quy luật nhân quả. 44. Bình thường. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị một phương pháp thực tập giải thoát. Chỉ một câu nói thôi cũng sẽ giúp quý vị có được sự an lạc. Quý vị cố gắng ghi nhớ. Nếu như quý vị thực hiện điều này trong cuộc sống, nhất định quý vị sẽ luôn sống trong sự yên ổn và hạnh phúc. Đó là quý vị phải luôn luôn nói với bản thân của mình rằng, ta là một con người bình thường trên thế giới này, ta không có cái gì đặc biệt cả. Được như vậy, quý vị sẽ có được sự giải thoát. Vì sao vậy? Sở dĩ chúng ta tranh chấp, gạch đùa, chê bai hay hãm hại lẫn nhau chính là vì chúng ta luôn tự cho mình là tài giỏi hơn người. Cho nên, hễ thấy ai hơn mình thì sinh lòng đố kỵ ganh ghét và tìm cách hãm hại. Như thế, những phiền não khổ đau từ đây mà phát khởi. Kính thưa quý vị,
chúng ta thuộc con người tương tự nói với bản thân rằng mình là một con người bình thường. Nói như thế không phải là tự khinh khi bản thân mình, mà đó chính là phương pháp tự xây dựng và hoàn thiện bản thân. Bởi vì khi chúng ta biết bản thân mình là một con người bình thường không có gì đặc biệt, chúng ta mới có thể nỗ lực học hỏi, tiếp thu ý kiến, tôn trọng người khác để hoàn thiện bản thân. Còn nếu chúng ta tự cho mình là một người đặc biệt, là người tài giỏi, thì chúng ta sẽ xem thường tất cả mọi người, xem thường tất cả mọi ý kiến, trở thành một người cao ngạo, một hạ vô nhân. Vì thế, người nào mà luôn tự biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, biết nhận mình là một người bình thường trong cuộc đời này, thì đó là một người ưu việt. Có người nói với tôi rằng, tuệ luật pháp sư, thầy cũng chỉ là một người bình thường thôi, có gì là đặc biệt đâu. Đúng như vậy, bản thân chúng tôi cũng là một người rất tầm thường thôi, nếu không muốn nói là tệ nữa. Quý vị cũng thấy rồi đó, tôi không được cao to đẹp trai, lại không phải là người học cao hiểu rộng, cho nên mọi người nói tôi là một người bình thường là rất đúng. Thưa quý vị, nếu chúng ta tự cho mình là một người siêu việt hơn mọi người, thì khi có một ai đó có ý kiến phê bình về chúng ta sẽ rất đau khổ. Tôi lấy ví dụ, như bạn là một ngôi sao ca nhạc hoặc một ngôi sao điện ảnh, khi lên sàn diễn sẽ được nhiều người vỗ tay tán thưởng, và như thế suốt ngày bạn sẽ sống trong tiếng vỗ tay tán thưởng của nhiều người. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng êm xuôi như vậy. Nếu có một ngày nào đó mà sau khi biểu diễn xong, bạn nhận được không phải là tiếng vỗ tay tán thưởng, mà là những tiếng la ó phản đối, nhận những quạt chê bai, thì bạn nghĩ xem, bạn sẽ như thế nào? Nhất định là sau khi bước xuống sân khấu, bạn sẽ rất đau khổ và phiền muộn, vì bạn đã không có phương pháp tiếp nhận những đả kích hay chê bai của người khác. Nếu như trong cuộc sống mà người khác đả kích quý vị, nhưng quý vị vẫn an nhiên, không bị lay động bởi sự đả kích của người khác, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên trong cuộc sống, dù người khác có công kích mình nhất định cũng không nên công kích lại người. Vì thế, chúng ta hãy là một người bình thường trên thế giới này, một người không có gì đặc biệt, không có gì siêu việt, và đừng có chấp trước vào sự khen tặng, vào những tạm thời của cuộc đời, thì nhất định chúng ta sẽ có những ngày tháng sống an lạc hạnh phúc. Quý vị nghĩ có đúng như thế không? Người nào hiểu được vấn đề và là một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thản, thì đó chính là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Có một Phật tử đến nói với tôi, thưa sư phụ, nếu nói vậy không phải là tự mình làm cho mình mất thể diện hay sao? Tôi trả lời, anh cần phải hiểu rõ điều này. Khi chúng ta đã tận tâm tận lực làm một công việc nào đó rồi mà người khác phê bình hay làm tổn hại đến mình, thì đương nhiên mình cần phải an nhiên bất động trước sự phê bình chỉ trích. Đó không phải là tự làm mất thể diện của mình, mà đó là thể hiện bản lĩnh và khả năng tiếp nhận của bản thân. Bất kỳ người nào cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Nếu như sống mà chúng ta cứ chờ đợi vào sự tán thưởng của người khác, thì đó quả là một sự mong cầu viển vông. Nó không ích lợi gì mà còn tăng thêm sự đau khổ cho ta mà thôi. 45. Tán thán tùy hỷ. Một nhà tâm lý học nói, khen ngợi người khác nên khen ở những nơi công cộng đông người. Chúng ta khen ngợi người khác nên khen ngợi trước đông đảo mọi người. Chỉ trích một người hay kiến nghị đối với một ai, chúng ta cần phải tế nhị, nhã nhặn và kín đáo. Phật giáo thường nói về vấn đề tùy hỷ công đức, xưng tán Như Lai. Nghĩa là đối với bất kỳ việc gì mà người khác có sự thành công, thì chúng ta cần phải chung vui và ủng hộ cho sự thành công đó, không nên tìm cách chê bai hay ganh tị. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải dùng tấm lòng thương yêu, lòng hòa nhã, lòng nhẫn nhục, lời nói thương yêu, lời nói hòa nhã, lời nói có tính chất xây dựng để thương yêu và quan tâm đến mọi người. Vì thế, nhất định quý vị phải ghi nhớ, khen ngợi người khác
cần phải khen ngợi trước đông đảo mọi người. Còn góp ý xây dựng hay chỉ trích người khác thì cần phải tế nhị và kính đáo. Đức Phật đã dạy, người nào mà suốt ngày chỉ chú ý đến khuyết điểm của người khác thì bản thân người đó tràn đầy khuyết điểm. Bởi vì người ấy không có thời gian để nhìn lại mình, để thấy được những sai sót khuyết điểm của bản thân mà đã lãng phí thời gian vào sự chê bai và chỉ trích người khác. Nếu suốt ngày chúng ta cứ mãi chú ý đến những hành vi của người khác và chỉ thấy toàn khuyết điểm của người khác, chúng ta sẽ được lợi gì? Phải chăng cái mà chúng ta được đó chính là đem những phiền não rác rưởi của người khác về làm tài sản của mình? Như thế, chính chúng ta tự làm ô uế nội tâm trong sạch của chúng ta. Nội tâm chúng ta vốn thanh tịnh, bản thân ta vốn có thể an nhiên tự tại. Nhưng chính vì chúng ta đã ngu muội chú ý đến thị phi của người mà tự mình chuốc khổ cho mình, thật là đáng trách. 46. Thay đổi tự thân. Đức Phật đã dạy, chúng ta hãy thay đổi bản thân. Khi có đủ năng lực mới nên làm thay đổi người khác. Nho gia cũng nói, ta đây một ngày 3 lần tự thức tỉnh mình. Trước hết cần phải tu thân, tiếp theo là tề gia, và sau đó mới bình thiên hạ. Hôm nay chúng ta bị khổ đau là vì sao? Chính vì chúng ta luôn luôn nghĩ đến chuyện tìm lỗi người khác. Chúng ta muốn làm người khác thay đổi. Chồng thì muốn vợ phải thay đổi, vợ lại muốn chồng phải thay đổi. Hai người không ai chịu nhường nhịn ai, không ai chấp nhận tự thay đổi bản thân. Cứ như thế dẫn đến những tranh chấp và đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Đức Phật có dạy, chúng ta không thể bắt buộc mọi người trên thế gian này theo một tiêu chuẩn đồng nhất được. Mỗi người có một tiêu chuẩn của riêng mình. Tiêu chuẩn không giống nhau, tư tưởng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Từ đó cách nhìn nhận về vấn đề cũng khác nhau. Vì thế, trong mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần phải biết tôn trọng quyết định của người khác, của đoàn thể. Trong cuộc sống, sinh hoạt của đoàn thể, khi mà ý kiến của chúng ta khác với ý kiến chung của mọi người, thì chúng ta cần phải biết tôn trọng ý kiến chung của đoàn thể. Làm như thế, chúng ta vừa biết tôn trọng ý kiến của mọi người, vừa thể hiện tình đoàn kết. Trong Phật giáo, chúng ta luôn luôn đề cao tinh thần hòa hợp và đoàn kết. 47. Không sợ ngoại đạo. Có một vị Phật tử đến gặp tôi và nói với vẻ rất khẩn trương rằng: Bạch Thầy, hiện nay các tôn giáo khác đang phát triển rất mạnh, họ đang tìm mọi cách truyền bá rộng rãi tôn giáo của mình, vậy chúng ta phải làm sao? Tôi trả lời, những tôn giáo khác phát triển mạnh thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần Phật giáo chúng ta không có những tranh chấp, những loạn động ngay trong nội bộ của mình, thì thử hỏi, có ai làm gì được chúng ta? Điều đáng sợ chính là trong nội bộ Phật giáo chúng ta không hòa hợp đoàn kết, lại tranh chấp, chia rẽ lẫn nhau mà thôi. Vì sao lại sợ điều này? Tôi xin lấy ví dụ để quý vị rõ. Ví dụ hôm nay, tôi đến đây thuyết giảng. Thế nhưng trong khi thuyết giảng, thì tôi lại công kích chê bai các vị giảng sư khác. Người này phê bình chỉ trích người khác, nhóm này chê bai nhóm khác, và đoàn thể này chê bai chỉ trích đoàn thể khác. Cứ như thế, cùng trong một ngôi nhà Phật Pháp mà chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, thương yêu và đùm bọc cho nhau, lại công kích hủy báng lẫn nhau, thì điều này mới là điều đáng sợ nhất. Vì thế, chúng tôi nói không có việc gì đáng sợ cả, chỉ sợ là sợ ngay trong bản thân nội bộ của chúng ta mất đi sự hòa hợp đoàn kết mà thôi. Cũng giống như một cây đại thọ, thân thì rất lớn, nhưng rễ của nó thì đã hư rồi. Vậy thì chúng ta có bón cho nó bao nhiêu phân, bao nhiêu chất dinh dưỡng đi nữa, cũng trở thành vô dụng. Nếu như trong sự tự thân nội bộ Phật giáo chúng ta mà thiếu sự tín thiện, hòa hợp và đùm bọc lẫn nhau, thì chẳng có cách gì làm cho Phật giáo hưng thịnh lên được. Điều này chẳng phải người nào có khả năng phá hoại chúng ta,
mà chính là chúng ta đã tự phá hoại bản thân mình. Vì thế, kính thưa quý vị, đã là người đệ tử Phật, chúng ta hãy đồng tâm nhất trí, đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho mình và cho mọi người, cùng xây dựng đạo pháp, dân tộc và đất nước ngày càng giàu đẹp. 48. Không nên mơ tưởng viễn vông. Một nhà triết học nói, khi chúng ta tìm cầu không được một vật gì hay một điều gì, chúng ta đều cho rằng vật ấy, điều ấy là đẹp nhất, là tốt nhất, là quý nhất. Đó chính là vì chúng ta không hiểu rõ được chân tướng của các sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Nếu như chúng ta chịu khó dành thời gian để tham cứu, tìm hiểu về các sự vật sự việc đó, thì chúng ta sẽ phát hiện ra những khuyết điểm, những thiếu sót của các sự vật hiện tượng kia, chứ chúng tuyệt đối không toàn mỹ như chúng ta đã tưởng tượng. Vì thế, đối với bất cứ sự vật sự việc nào, chúng ta cũng không nên mơ tưởng viễn vông về nó, không nên chấp trước đam mê đối với các sự vật sự việc. Ví dụ một người con trai đang để ý theo đuổi một cô gái mà anh ta cho là người trong mộng của mình. Anh ta sẽ tìm mọi cách để chiếm được cảm tình của cô gái đó. Thế nhưng nếu như anh ta làm mọi cách mà cô gái ấy cũng không đáp lại tấm chân tình của anh ta, thì quý vị nghĩ xem anh ta sẽ như thế nào? Anh ta sẽ không kể đến thân mạng của mình để tìm mọi cách làm cho người con gái đó đáp lại tình cảm của anh. Ví như anh ta biết được lúc nào cô gái ấy sẽ đi làm, lúc nào tan sở, lúc nào đi đâu, thì anh ta sẽ đi theo cô ta bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu. Quý vị nghĩ xem, sở dĩ anh ta không kể đến thân mạng của mình để theo đuổi cô gái cũng chỉ vì bị sắc đẹp bên ngoài của cô gái mê hoặc, chứ thật sự anh ta chưa hiểu biết gì về người con gái ấy cả. Khi chưa hiểu gì một người thì làm sao có thể yêu thương người đó được? Quý vị nghĩ có đúng như vậy không? Vì thế, anh ta nói yêu cô gái ấy, nhưng thật sự là yêu sắc đẹp bên ngoài của cô ta mà thôi. Nếu như người con trai đó có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với cô gái, quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên thân mật hơn và họ trở thành bạn bè của nhau. Trong thời gian đầu mới quen nhau, nhất định quan hệ giữa họ rất tốt. Thế nhưng, trải qua một thời gian quen nhau, có những lúc ý kiến bất đồng, họ không còn nhường nhịn nhau như lúc đầu mới quen mà sẽ cãi vã nhau, có lúc còn khoa tay múa chân. Thế nhưng vì rất yêu cô gái, cho nên người con trai tuy muốn rời xa cô gái nhưng lại bỏ không được. Gặp nhau thì thường tranh cãi, tranh cãi rồi lại muốn xa nhau. Song xa nhau vài ngày lại thấy nhớ. Người này đợi điện thoại của người kia, đi tới đi lui chẳng ai làm được một việc gì cả. Quý vị thấy thế nào? Con người chúng ta có mâu thuẫn không? Vì thế, chúng tôi muốn quý vị hiểu điều này. Bất kỳ một sự việc gì chúng ta cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu chân tướng của nó. Đừng có vội vàng hấp tấp, không nên quá ảo tưởng và cũng không nên chấp trước đam mê vào những việc, những điều mà mình muốn nhưng không đạt được. Còn nếu như hai người vẫn chưa hiểu được nhau, chưa thông cảm những yếu kém của nhau, nhưng vì bất kỳ lý do nào đó mà hai người cùng tiến đến hôn nhân, thì đó thật là một bi kịch. Bởi vì sau khi kết hôn, giữa hai người sẽ không ai chịu nhường nhịn ai. Ai cũng cho mình là nhân vật quan trọng, thế rồi cứ suốt ngày tranh cãi lẫn nhau. Thậm chí, người con trai còn thô bạo sử dụng vũ lực đối với cô gái. Vì sao vậy? Bởi vì giữa hai người đã không có sự hiểu biết thông cảm lẫn nhau, mà lại đi đến hôn nhân. Hôn nhân đã không được xây dựng trên nền tảng của sự thương yêu hiểu biết thật sự, mà lại xây dựng trên những hào nhoáng bên ngoài của nhau, hoặc vì lý do nào đó mà thiếu đi sự hiểu biết và thương yêu thông cảm nhau thật sự, thì đó chính là bi kịch của hôn nhân. Vì thế, trước khi tiến đến hôn nhân, mọi người cần phải tìm hiểu nhau, nhất là phải biết rằng tình yêu, hạnh phúc gia đình cần phải xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết, chia sẻ và thông cảm lẫn nhau. 49. Biết đủ. Thưa quý vị, trong cuộc sống nếu cái gì không đạt được thì chúng ta cũng không nên cưỡng cầu,
Bởi vì làm như thế, chúng ta sẽ tự gây cho bản thân mình rất nhiều đau khổ. Do đó cũng chính là nguồn gốc của những khổ đau mà con người đã gây ra cho nhau trong cuộc sống. Đối với những điều, những sự việc gì mà chúng ta không có được hoặc không đạt được, chúng ta cũng đừng cho rằng những cái đó là đẹp nhất, là hay nhất. Ngoài ra, không còn có cái nào hơn cả. Trong cuộc sống còn rất nhiều điều màu nhiệm mà vì sự thiếu hiểu biết chúng ta đã không nhận ra được. Bất kỳ một sự việc nào, chúng ta cũng không nên quá ảo tưởng về nó, không nên thần thánh quá một con người, cũng không nên trông cậy vào người khác có thể đem hạnh phúc an lạc đến cho bản thân mình. Chúng ta cần phải dựa vào chính bản thân chúng ta, dựa vào cái tâm ít ham muốn và biết đủ của chúng ta, thì nhất định hàng ngày chúng ta sẽ có được sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng đã dạy: có ít ham muốn là có niết bàn. Chúng ta cần phải quán xét nội tâm của mình, cần phải làm chủ được bản thân, đừng vọng tưởng ở bên ngoài. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chúng ta tự quyết định. Đừng bao giờ tìm cầu hạnh phúc cho bản thân từ người khác, bởi vì như thế cũng giống như một người trong nhà của mình có rất nhiều của cải, thế nhưng chờ, thật là đáng thương vậy. Nếu như chúng ta hiểu rõ được về sự thật của cuộc đời, chúng ta không chấp trước đam mê vào những danh lợi hư ảo, không mơ tưởng hão huyền, không vọng ngoại tìm cầu mà an trú trong sự biết đủ của tự thân, vui với sự an lạc của nội tâm. Như thế, chính ta là người an lạc hạnh phúc nhất trên đời này vậy.